Cô xin chào các con. Chúng ta cùng bước vào tiết học ngày hôm nay nào. Tiết 27, ôn tập bài hát Em vẫn nhớ trường xưa. Tập đọc nhạc số 8. Bây giờ các con sẽ đến với nội dung 1, ôn tập bài hát Em vẫn nhớ trường xưa, nhạc và lời Thanh Sơn. Để giúp các con nhớ lại được giai điệu lời ca của bài hát và giúp các con khởi động giọng trước khi bước vào hoạt động ôn tập, cô mời các con nghe và hát cùng với bài hát mẫu Em vẫn nhớ trường xưa. Con ạ, mái trường là nơi vô cùng thân thương và gắn bó với mỗi học sinh. Nơi ấy, các con được học bao điều mới lạ, bao điều tốt, điều hay. Hình ảnh mái trường sẽ còn mãi lắng đọng trong tâm hồn của chúng ta. Ngày mai, dù đi xa, khúc hát Em vẫn nhớ trường xưa sẽ đưa các con trở lại với khung cảnh thanh bình và thân quen của mái trường, nhắc các con ghi nhớ công ơn thầy cô đã dạy dỗ, nâng bước các con khi còn tuổi thơ. Bây giờ các con hãy hát thật tình cảm cùng với nhạc đệm nhé. Các con tiếp tục ôn tập lại cách trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách. Các con hãy vỗ tay nhịp nhàng theo những ký hiệu thanh phách nhé. Các con sẽ cùng trình bày bài hát theo cách hát, lĩnh sướng, đối đáp, đồng ca, kết hợp gõ đệm theo phách. Nào, các con hãy ghi nhớ cô hướng dẫn cách thực hiện. Cô sẽ phân công một bạn hát lĩnh sướng hai câu hát. Trường làng em có hàng tre xanh,
cây dợp bóng mát yêu đời yên lành. Nhịp cầu tre lối về nhà em, qua dãy nương xanh thấy vui êm đềm. Phần hát đối đáp, cô sẽ chia lớp mình thành hai nhóm. Nhóm 1, các con sẽ hát câu hát có chữ màu trắng. Nhóm 2, các con hát câu hát có chữ màu vàng. Bước sang đoạn 2 là phần chữ màu hồng, cả lớp mình sẽ cùng hát đồng ca. Các con đã nắm được cách trình bày này chưa? Chúng ta cùng thực hiện nào. Và các con cũng đừng quên kết hợp gõ đệm theo phách cho bài hát nhé. Xanh thân thương kia rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm. Các con sẽ nhớ lắm những ký ức đẹp đẽ ấy, nhớ những nụ cười trong veo của bạn bè, nhớ những tháng ngày được học dưới mái trường tiểu học thân yêu trong tràn ngập yêu thương của thầy cô và bạn bè. Bài hát Em Vẫn Nhớ Trường Xưa của nhạc sĩ Thanh Sơn như nhắn nhủ tới các con, dù đi đâu hãy nhớ về mái trường xưa, ghi nhớ công ơn thầy cô giáo đã dạy dỗ, nâng bước các con khi còn tuổi thơ. Khép lại nội dung 1, cô trò mình cùng bước sang nội dung thứ 2, tập đọc nhạc số 8, Mây Chiều. Các con hãy lắng nghe bài tập đọc mẫu một lần nhé. Quan sát bài tập đọc nhạc số 8, Mây Chiều, và cho cô biết bài tập đọc nhạc viết ở nhịp mấy, tính chất âm nhạc của bài là gì, trong bài có sử dụng những nốt nhạc nào. Hãy so sánh câu trả lời của các con với đáp án của cô nào. Bài tập đọc nhạc số 8 viết ở nhịp 3-4. Nhịp 3-4 là nhịp có 3 phách trong một ô nhịp. Tính chất âm nhạc của bài vừa phải, nhịp nhàng. Trong bài có sử dụng các nốt nhạc đô, rê, mi, pha, son, la, si, đô.
Các con có câu trả lời đúng chứ? Trong bài còn có nốt chấm dôi. Vì vậy khi các con gặp nốt trắng chấm dôi, các con sẽ gõ ba phách. Còn bây giờ các con hãy cùng đọc tên nốt nhạc của bài nhé. Đô, si, son, mi, mi, fa, la, son, mi, mi, re, re, mi, son, re, đô. Sau khi gọi tên các nốt nhạc xong, các con hãy cùng luyện cao độ các nốt nhạc có trong bài nhé. Các con sẽ luyện thăng âm đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô theo chữ âm thanh đi lên và đi xuống. Các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu một lần. Đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Đô, si, la, son, fa, mi, rê, đô. Cô mời các con cùng luyện mẫu âm thanh vừa rồi. 2, 3. Đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Đô, si, la, son, fa, mi, rê, đô. Các con cùng luyện tập thêm một lần nữa nào. 2, 3. Các con cùng tìm hiểu bài. Theo các con, bài tập đọc nhạc số 8 có mấy câu nhạc? Câu trả lời đúng đó là bài tập đọc nhạc số 8 có 2 câu nhạc. Câu số 1 nằm ở khung nhạc thứ nhất. Câu 2 là khung nhạc thứ hai. Các con đã có câu trả lời giống cô đúng không? Chúng ta tiếp tục nào. Hãy cho cô biết trong bài có những hình nốt nhạc nào? Các con đã có câu trả lời chưa? Hãy so sánh với đáp án của cô. Bài tập đọc nhạc số 8 Mây Chiều đã sử dụng những hình nốt trắng, nốt đen. Vậy bây giờ các con hãy cùng gọi tên hình nốt nhạc của câu 1 nhé. Trắng, đen, trắng, đen, 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 trắng. Các con tiếp tục gọi tên hình nốt nhạc của câu thứ hai nào. Trắng, đen, trắng, đen, 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 trắng. Sau khi gọi tên hình nốt nhạc, các con có nhận thấy không? Câu 1 và câu 2 có chung một âm hình tiết tấu. Bây giờ cô trò mình cùng luyện tập tiết tấu này nhé. Trắng, đen, trắng, đen, 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 trắng. Các con cùng thực hiện lại một lần nữa nào. 2, 3. Trắng, đen, trắng, đen, 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 trắng. Các con sẽ tiếp tục luyện tập gõ phách cho âm hình này nhé. Các con ghi nhớ. Một nốt trắng các con sẽ gõ 2 phách, nốt đen gõ 1 phách, còn nốt trắng chấm dôi bằng 3 nốt đen, vì vậy các con sẽ gõ 3 phách. Chúng ta bắt đầu thực hiện nào. 2, 3. Trắng, đen, trắng, đen, 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 trắng. Các con luyện tập thêm một lần nữa nhé. 2, 3. Trắng, đen, trắng, đen, 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 trắng. Sau khi tìm hiểu và khai thác bài, cô trò mình cùng bước vào hoạt động đọc từng câu. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu 1. Các con nghe cô đàn mẫu và nhớ đọc nhầm.
gõ phách theo những ký hiệu bàn tay cô đã gắn sẵn ở trên màn hình. Các con nghe và đọc nhẩm theo câu mẫu một lần nữa nhé. Cô mời các con cùng đọc câu 1 nào. 2, 3. Các con cùng đọc lại một lần nữa nhé. 2, 3. Các con tiếp tục đọc câu 2. Các con lắng nghe cô đàn mẫu và nhớ đọc nhẩm gõ phách theo. Các con nghe cô đàn mẫu một lần nữa nhé. Cô mời các con cùng thực hiện nào. 2, 3. Các con cùng đọc lại một lần nữa nào. 2, 3. Để hoàn thiện bài tập đọc nhạc số 6, cô mời các con cùng đọc ghép hai câu nhạc. Lần 1, các con sẽ đọc cùng với bài tập đọc mẫu. Lần 2, các con sẽ đọc với nhạc đệm. Trong quá trình đọc, các con đừng quên gõ phách nhé. Bây giờ các con đã có thể ghép lời ca cho bài tập đọc nhạc này được chưa? Các con hãy dựa vào giai điệu của bài tập đọc nhạc để ghép lời ca nhé. Lần 1, các con sẽ đọc nhạc. Và lần thứ 2, các con sẽ ghép lời ca. Cô mời các con cùng thực hiện. Vậy là các con đã hoàn thành xong nội dung học tiết 27, ôn tập bài hát Em vẫn nhớ trường xưa, tập đọc nhạc số 8, Mây chiều. Ở nhà các con nhớ ôn tập các nội dung cô đã hướng dẫn ở trên lớp nhé. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô thân ái chào các con.